thân rất là rõ, kiểu rãnh cười hai bên rất là sâu, da rất là sạm, nám nhiều, cái sắc tố mặt cũng rất là tối. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, chỉ sau xong một rồi, tiếng làm thơm mát em ơi thôi. chị Hà tự nhìn cho bạn mình thì có thấy khác không chị? Khác hơn, da căng hơn này. Cái vết nhăn này đỡ lại, cái nhăn đỡ hơn. Bây còn giờ thâm chị ngắm đi, bờ. Ngắm đi rồi xem là mình đã thay đổi được những cái gì trên khuôn mặt mình rồi. Thấy da căng hơn đây. Rồi. Đỡ mờ mờ mất đi một ít rồi đây. Rồi. Mấy vết nhăn cũng đỡ hơn rồi. Sau này chỉ xử lý một chút cái phần mụn thịt ở đấy nữa thôi là được chị ạ. Còn cái phần nền da của chị là đã rất là ok rồi. Đẹp hết. Đỡ chảy hẳn đi nhỉ. Đây. Cái này. Khuôn mặt của chị rất là xinh, nét rất là đẹp luôn. Chỉ cần làn da của mình đẹp nữa là như minh tinh mặt bạc chị ạ. Ôi, từ lúc mà chị Nguyên vào đây nhiều người cứ khen chị là trông giống nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, xinh lắm ý. Em mời các bác xem hình ảnh trước đây nhé. Đây này về chồng Nguyên làm da trông lúc đấy già hơn bây giờ rất là nhiều. Cô bà này rủ mãi bà mới đi chứ mình, bây giờ bạn chứ, trải nghiệm rồi, mình trải nghiệm rồi, mình đã làm rồi thì chị thấy thế nào? Mới đầu vào cứ bảo với em mà u chị sợ lắm, chị sợ nó không đẹp lắm. Không, chả đau tí nào. Không đau đúng không chị? Không đau. Cái này cái là nó tác dụng bằng nhiệt thôi thì nó hơi ẩm ẩm dưới da thôi chị ạ, nên nó không hề đau. Này về chồng thì không nhận ra lắm, tưởng như thế nào. Gọi từ lấy rồi đấy. Gọi điện từ lấy rồi. Đúng rồi, lúc nãy khi mà em thấy điện thoại chị kêu liên tục. Nền da săn chắc hơn này. Nó săn chắc hơn đấy. Hai cái bên khóe rãnh này của chị cũng đã đầy lên này. Và đặc biệt là cái khóe mắt của chị cười tươi đi, là chị thấy các cái nếp nhăn li ti gần như là sau khi làm xong ấy nó đã không còn xuất hiện nữa rồi đấy, chị thấy không, cười tươi này. Tự tin lên chị ơi, bây giờ mình tự tin cười rồi, không phải lo nếp nhăn, không phải lo cái rãnh rồng nó hiện rõ nữa, không phải lo nếp nhăn nữa nhỉ. Nhưng mà trước cười cái là mắt cứ nhăn, đặc biệt là về ấy, chị cứ trong quá trình làm hệ cũng đã dặn chị rồi ấy, thì chị về chị cố gắng những cái mist skin care ở nhà thì làm sao để làm cho em nó có nghĩa không đừng thiếu bước nào cả, cần phải cấp nước cấp ẩm cho nó thì da nó mới khỏe, nó mới đẹp lên được nhá. Đừng có gì bảo là không có thời gian làm nó không chăm sóc thì nó rất là phí. Không, bây giờ về phải dành thời gian. Vâng, dành thời gian sáng tối cho em rồi, một chút buổi sáng, một chút buổi tối trước khi đi ngủ mình dưỡng da, thì sau này cái quá trình này về càng ngày nó càng tăng sinh collagen ấy, thì da chị ngậm nước đủ nó càng đẹp càng căng lên. Nó lại căng được nữa cơ à? Vâng, đúng rồi ạ. Chứ không phải là dừng lại ở đây đâu ạ. Nó còn đẹp nữa. Nhá. Đấy, hai chị về cùng nữa. Các chị cũng có những cái buổi tặng. Sau khi mà bọn em làm, bọn em có buổi tặng nữa. Cố gắng thu xếp đến nhé. Chị Nguyên ơi, chị thấy thế nào? Phát biểu cho bọn em một câu feedback xem. Là chị có ưng ý không chị? Chị ưng. Đẹp đúng không chị? Tại vì nét mặt mình đã rất là xinh rồi. Nếu như mà các bạn còn muốn thắc mắc gì thì có thể gọi vào số hotline 0386463463 của Thẩm mỹ quốc tế Bali để được tư vấn nhiều hơn nhé, để có thể có được làn da căng bóng và đẹp như là của chị Nguyên ngay sau 60 phút làm.